À, xin chào tất cả các anh em đam mê bẫy chim trên mọi miền tổ quốc. Thì những ngày đầu năm thì chúc anh em thu hút được nhiều bổi hay nha. Đây những cái cây sào để giao cho anh em về tất cả mọi miền tổ quốc. Thì đối với sào nhôm bên shop bán ra thì sẽ bảo hành cho anh em 1 năm nha, bảo hành ngầm khóa cho anh em 1 năm. Bởi vì sản phẩm có chất lượng hay không thì chúng tôi mới dám bảo hành cho anh em như thế. Còn đối với sản phẩm là sào inox thì không bảo hành nha anh em. Sào inox là sào công nghiệp của Trung Quốc sản xuất cho nên là giá thành nó rất rẻ, cho nên là chúng tôi không bảo hành loại sào đó, chỉ bảo hành sào nhôm làm thủ công nha. Thì hôm nay giao đi chỉ 6 cây thôi, 6 x 6 ốp đồng của Tuy Hòa Phú Yên nè, 5 mét ốp đồng ở Bình Sơn Quảng Ngãi nè. Đây là cây dài nhất trong lô này, cây 9 mét ở Hoài Nhơn Bình Định nè. Cây này là cây 6 mét 6 lóng ở Bà Rịa Vũng Tàu. Cây này thì 6 mét 6 lóng ở Tân Châu Tây Ninh. 6 mét 6 lóng ở Điện Điện Thắng Điện Bàn Quảng Nam. Đó, thì anh em thấy giao đi là chúng tôi bọc cho anh em rất là cẩn thận rồi nè. Bởi vì bưu điện họ cũng cũng ẩu lắm, họ quăng hàng của chúng ta rất là mạnh, cho nên là chúng tôi bọc chống sốc hai hai lớp cho anh em luôn. Đó. Đó, anh em. Đó, hàng thì bảo hành cho anh em 1 năm, còn hàng giao đến thì cho anh em là mở hàng ra xem thoải mái trước khi trả tiền. Là mỗi sản phẩm bán đi cho anh em là sẽ có cái tem bảo hành kèm theo. Mỗi sản phẩm bán ra cho anh em này nó sẽ có cái tem bảo hành kèm theo như thế này, dán theo cây sào cho anh em xem cái ngày mua để anh em biết được cái sản phẩm của mình đến đâu. Cũng như có số điện thoại để anh em tiện liên hệ trong quá trình nếu mà sào có trục trặc nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em trong cái video clip mới nhất nha.